Vườn Hạnh Phúc xin kính chào quý vị và các bạn, chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh. Hôm nay chia sẻ cùng với cả nhà mình ý nghĩa của con số thiên thần 0330. Khi chúng ta nhìn thấy con số này có nghĩa là chúng ta đang nhận được một cái thông điệp từ vũ trụ. Con số 0330 là sự kết hợp của năng lượng của con số 0 và con số 3. Con số 0 và con số 3 được khuếch đại 2 lần và nó sẽ làm con số này trở nên mạnh mẽ hơn. Và thuộc tính của năng lượng số 3 bao gồm giao tiếp, thể hiện bản thân, lạc quan, nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng, phát triển, nâng cao kỹ năng và tài năng và biểu hiện. Do sự xuất hiện tổng thể 33 nên ý nghĩa con số này nó ảnh hưởng bởi rất là nhiều các thuộc tính từ bi, phước lành, cảm hứng, trung thực, dũng cảm. Và số 0 mang thông điệp của khía cạnh tâm linh và nó có nghĩa là không có giới hạn. Và khi mà chúng ta nhìn thấy con số này thì nó có một cái sự kết nối tình yêu. Số 0330 thường ưa nhìn và có xu hướng là không gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc tìm kiếm. Và sẽ có một cái quyết định đưa ra từ trái tim mà nó không cần suy nghĩ về cái kết quả sau này. Và trong các mối quan hệ thì sẽ được nhiều cảm mến. Và con số này là con số giờ gương mà chúng ta thường hay gặp ít nhất một lần trong đời. Và khi mà các bạn nhìn con số này thì các bạn nên để thời gian để suy ngẫm về những cái thành tựu của bạn và những cái thành công mà bạn đã đạt được trong cuộc sống này, và bằng cách tập trung nhiều hơn vào những khía cạnh tích cực của cuộc sống và không còn để ý những cái điều mà làm cho các bạn cảm thấy không vui vẻ, thoải mái. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên bình yên hơn rất là nhiều. Nếu các bạn nhìn thấy con số 30 thì các bạn nhớ đến con số 0330 thì hãy chú ý đến bất kỳ dấu hiệu nào mà các bạn nhìn thấy, vì chắc chắn rằng bạn đang được giúp đỡ trong thời điểm này. Nếu bạn thích âm nhạc, thơ ca, triết học thì bạn hãy làm đi, khám phá những cái điều mà chúng ta mong muốn. Và con số này mang một cái năng lượng rất là tốt và sẽ mang lại cho các bạn sự may mắn và thành công trong những cái mà các bạn đã đầu tư vào, và đặc biệt là nếu có kinh doanh. Và hơn nữa thì các bạn sẽ có thêm cái kỹ năng giao tiếp tốt, giúp cho các bạn đơn giản hóa các mối quan hệ của mình và các bạn sẽ thu hút được nhiều điều và dễ thuyết phục những người khác hơn. Và năng lượng con số 33 tỏa ra rất là mạnh mẽ, và bởi vì nên là các bạn phải học cách quản lý tốt về cái cân bằng cảm xúc của mình. Và con số này cho thấy khả năng giao tiếp tuyệt vời của các bạn. Và các bạn sẽ đạt được những cái điều mình mong muốn. Nhưng mà đặc biệt là các bạn phải gọi là gì? Phát huy những cái khả năng của mình để vượt lên trên những cái tình huống mà các bạn cảm thấy là nó không được như ý, và hãy tin tưởng vào những cái điều may mắn và thành công ở phía trước để bạn sẽ luôn tích cực và đạt được những cái điều mình mong muốn. Và bạn phải thật kiên trì và sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi bạn đạt được cái mục tiêu và những cái gì mà các bạn đã đặt ra. Và chắc chắn bạn sẽ là một người may mắn và nhìn được những người bên cạnh mình yêu thương và ủng hộ. Hãy dốc hết sức để đạt được những cái mục tiêu của mình ha. Và bạn là một người rất là đáng tin cậy và một người thân thiện, giàu lòng trắc ẩn nữa. Cho nên là các bạn hãy giữ những cái tính tốt này của mình để mà các bạn trở thành một cái người hướng dẫn, những cái người đi đầu để mà chia sẻ cùng với những người khác phát triển những cái công việc mà mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.